Hello, xin chào quý vị. Hiện tại là Nguyên Phúc cùng với đoàn đang ở tại khu vực bảo tàng Mỹ Đường ở tại quốc đảo Mauritius. Và đây có thể nói là một cái điểm đến rất là thú vị khi chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu về lịch sử của Mauritius. Bởi vì chúng ta hình dung tất cả yếu tố lịch sử tại thành phố này nó liên quan đến cái cây mía. Bởi vì chúng ta hình dung có thể quan sát toàn cảnh ha. Cái này Phúc chuẩn bị để đoàn chúng ta có thể nhìn thấy được cái toàn cảnh của đảo quốc này. Phúc hy vọng là qua những cái clip này Phúc sẽ có thể cung cấp thêm những cái thông tin cho đoàn chúng ta. Chúng ta hình dung đây là đảo quốc Mauritius và cái diện tích của đảo quốc này thì khoảng tầm là trên 2000 cây số vuông thôi. Và tất cả các mảng xanh ở đây mà chúng ta có thể quan sát thấy là đều là cây mía các anh chị ha. Cho nên cây mía có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế tại đây. Và có thể nói là đây là một cái điểm đến rất là thú vị khi mà chúng ta đến với đảo quốc này là xung quanh bốn bề là biển, nằm ở khu vực phía đông nam của châu Phi, cách cái đảo Madagascar chỉ khoảng tầm 900 km. Và có thể nói là khi chúng ta đến đây chúng ta sẽ có thể cảm nhận được cái khí hậu ở đây là khí hậu nhiệt đới, và xung quanh đây có rất là nhiều gió và không khí rất là thoải mái. Và cái ấn tượng nhất của Phúc khi đến đây đó là vào buổi sáng khi mở mắt ra thấy có rất nhiều chú chim hót và rất gần gũi với tự nhiên. Và đây cũng là một trong những cách mà chúng ta trải nghiệm đời sống ở tại châu Phi một cách ấn tượng. Và đây cũng là một đảo quốc người ta được mệnh danh là bình chọn là đảo quốc rất là đẹp của thế giới. Và đây cũng là điểm đến rất là thú vị cho những ai mà chúng ta muốn khám phá về với tự nhiên, về với những gì mà thân thuộc. Rất là vui được gặp lại quý vị. Và đây là một điểm đến mà chúng ta có thể tìm hiểu được lịch sử của vùng đảo quốc này. Bởi vì chúng ta hình dung là không chỉ có người Bồ Đào Nha mà có cả người Hà Lan, người Anh, người Pháp đã từng đến vùng đất này để mà khai phá thuộc địa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Thank you.